Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu trâu hồ tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui. Thưa quý vị và bà con nông dân, hiện nay thì bà con nông dân đang tiến hành thu hoạch tiêu niên vụ 2018-2019. Việc trong bối cảnh mà giá hồ tiêu đang xuống thấp thì việc tối ưu hóa chi phí sản xuất là vấn đề mà bà con nông dân đang hết sức quan tâm. Hiện nay thì bà con đã lên kế hoạch để chăm sóc tiêu cho nhà mình trong niên vụ tới rồi, mà đặc biệt trong giai đoạn gần đây đó là chăm sóc hồ tiêu giai đoạn sau thu hoạch. Đây cũng là chủ đề của chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thực hiện. Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu trâu hồ tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Công Trí, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Thưa Tiến sĩ ạ, không biết là với cái chủ đề là chăm sóc hồ tiêu giai đoạn sau thu hoạch thì Tiến sĩ có khuyến cáo gì cho bà con nông dân? Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau xuống thăm cái vùng sản xuất hồ tiêu. Chúng ta sẽ trò chuyện với nông dân để xem nông dân của chúng ta thực sự đang canh tác như thế nào và có vướng mắc gì. Từ đó chúng ta sẽ có những cái tư vấn rất sát hợp và phù hợp với cái sản xuất hiện nay. Vâng, thưa tiến sĩ, chúng ta đang đứng đây là vườn hồ tiêu của anh Trịnh Văn Quyền ở xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa. Và bây giờ thì mời tiến sĩ cũng như là quý vị và bà con nông dân, chúng ta sẽ cùng đi gặp chủ vườn nhé. Xin mời tiến sĩ ạ. Thưa anh Trịnh Văn Quyền ạ, hiện giờ thì nhà mình đang thu hoạch hồ tiêu rồi. Và sau khi thu hoạch thì anh có kế hoạch chăm sóc vườn cây nhà mình như thế nào ạ? Nó có khác gì so với những năm trước không? Năm nay thời tiết nó cũng thất thường, nên là tôi cũng đang dự định là vừa làm vừa tính, chứ cũng không đôn trước được như mọi năm. Thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, với anh Quyền, một người cũng đã có 5-7 năm kinh nghiệm trồng hồ tiêu rồi, nhưng mà trước cái điều kiện tình hình thời tiết thất thường thì anh cũng đang băn khoăn và vừa làm vừa tính như vậy, thì tiến sĩ có tư vấn gì thêm cho anh Quyền nói riêng cũng như là bà con nông dân trồng tiêu nói chung không ạ? Việc băn khoăn của anh Quyền, của Minh Thu và của mọi người trồng tiêu cũng là điều mà những nhà kỹ thuật cây hồ tiêu của ngành nông nghiệp Việt Nam hết sức băn khoăn và lo lắng. Nhiều năm nay chúng tôi theo dõi, chúng tôi thấy rằng cái biến đổi khí hậu nó đang tác động rất mạnh đến cây hồ tiêu. Và chúng ta thấy rằng những năm giao mùa giữa mưa và nắng, tức là pha La Nina và El Nino hoặc ngược lại, thì dẫn đến cái tình trạng là tiêu dịch và tác hại rất lớn đến cái năng suất chất lượng vườn cây. Và những năm này thường là những năm mà nông dân bối rối và chăm sóc có nhiều sai sót nhất. Nông dân chúng ta là những người chăm chỉ và thường làm theo đúng kỹ thuật và kinh nghiệm hàng năm. Cho nên nếu khi trời đất chuyển mùa, nông dân không theo được thì cái hậu quả từ những cái sơ sót kỹ thuật nó ảnh hưởng rất lớn đến nông dân. Chúng ta thấy năm 2018 là một năm mưa cực nhiều, mưa rất nhiều. Cho nên ngoài cái chuyện mà mưa nó làm cho cây tiêu chết thì mưa nó cũng gây suy thoái đất và mưa nó làm cho bộ rễ tiêu rất là kiệt. Và cây tiêu năm nay chúng ta thấy rằng không khỏe như các năm. Cho nên nếu nông dân vẫn chăm như các năm thì khi gặp năm 2019 nắng già, nắng rất dữ và gió nhiều thì có khả năng cây tiêu sẽ trút lá hoặc là đứng trước những cái nguy cơ rất lớn mà nông dân không tiên liệu được. Là sau khi thu hái xong, chúng ta nhanh chóng vệ sinh vườn và phải làm động tác phục hồi vườn sau thu hoạch trước khi chúng ta xiết nước làm bông. Đỡ chi? Để chúng ta là hồi lại bộ rễ, hồi lại sức khỏe cho cây tiêu, để cho cây tiêu nó có đủ sức khỏe ở mức trung bình khá hoặc là mức sức khỏe tốt, ta mới tiến hành xiết nước làm bông. Có như vậy mới tránh được cây là nó không đủ rễ hoặc là không đủ sức. Sau khi thu hoạch xong là dọn vệ sinh cành nhánh, cành dập xong thì bà con lưu ý là chúng ta tưới nước cho cây và chúng ta nên bón phân. Vì bộ rễ nó yếu cho nên khuyến cáo đợt này thì chúng ta sẽ bón đầu trâu 16-16-8. Chúng ta bón để cho nó tăng cái phục hồi bộ rễ và nó có cái hàm lượng lân cao, nó giúp cho cây đủ sức khỏe, đủ bộ rễ. Như vậy thì nó mới có cái sức khỏe mà ra hoa, ra trái vụ tới và không sợ nó xót do cái nhiệt ẩm. Lưu ý thì
chúng ta tưới phân rồi thì chúng ta tưới thêm một đợt nước tiếp nữa, chúng ta mới ngừng và chúng ta mới xiết nước cho cây. Năm nay dự kiến là một năm hạn nhiều, nắng rất là nhiều, gió rất là nhiều, cho nên thời điểm xiết nước thì chúng tôi dự đoán là khoảng tầm 30 đến 45 ngày trong thời gian hạn là đủ cho cây tiêu làm bông. Cho nên bà con chúng ta cũng không nên xiết quá vội, mà chúng ta hãy chăm sóc hai lần nước để cho cây nó hồi. Và xiết nước trong mùa khô, anh cũng như bà con lưu ý là chúng ta không xiết kiệt hẳn như các năm, nhưng chúng ta ngừng nước rồi, nếu chúng ta thấy cây quá suy thì chúng ta có thể tưới bổ sung một lượng nước nhỏ khoảng 2 đến 30 lít trên trụ để cho cây nó có độ ẩm đất, mà chúng ta hay nói là ẩm mỡ gà, để cho cây nó không bị tháo đốt và không bị hỏng rễ. Nếu như chúng ta xiết như các năm, tức là chúng ta bỏ bản là từ 40 ngày đến 60 ngày không tưới thì có khả năng cây hồ tiêu sẽ không có đủ bộ rễ, thì như vậy khi chúng ta làm bông nó sẽ rất là cản trở cái sức khỏe của cây. Là vườn cây của tôi thì năm nay thì đang thu, nhưng mà cũng thấy là nó suy nhược hơn mọi năm. Thì vừa hái vừa tưới nước và bón phân có được không? Thì chuyên gia tư vấn cho bà con để bà con làm theo cái cách của chuyên gia. Vâng, câu hỏi của anh Quyền thì là cũng câu hỏi mà chúng tôi cũng vừa rồi chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều. Thì bà con chúng ta lưu tâm thế này, nếu như cái vườn nào mà chúng ta đang hái mà chúng ta thấy cây có biểu hiện thiếu ẩm rồi, nó bị bùng lá nặng, thì lúc đó chúng ta sẽ tưới một ít nước thôi, tưới khoảng 2-30 lít để cho nó mở gà, để cho chúng ta duy trì cái sinh trưởng, sinh thực của cây để mà chúng ta có thể hái xong. Nếu lúc này chúng ta tưới nước nhiều, nó có hai cái vướng. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến độ ẩm trong vườn, cái thao tác hái nó mất an toàn, và cái việc mà cây hồ tiêu mà nó dư nước trong lúc chúng ta hái nó ảnh hưởng đến dập cành, nó ảnh hưởng tổn thương nó nặng, cho nên chúng ta không tưới nước cho đến khi hái xong. Chỉ trừ trường hợp mà những vườn quá héo mà chúng ta buộc phải tưới khoảng 2-30 lít trên trụ để nuôi dưỡng. Và bà con cũng cố gắng là chúng ta nên hái nhanh, hái cuốn chiếu. Ví dụ như chúng ta thấy vườn nó đã bắt đầu có xu hướng cần nước tưới thì chúng ta hái nhanh để chúng ta hái đến đâu tưới đến đó. Và lưu ý rằng chúng ta chỉ tưới đồng loạt để hồi cây mà sau khi đã thu hoạch xong. Có như vậy thì cây nó mới phát triển. Tránh tình trạng là chúng ta vừa tưới cây nó thức dậy thì chúng ta hái nó làm tổn thương, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cây, nó không cần thiết. Thưa tiến sĩ Phạm Công Chí ạ, năm vừa rồi cũng là một năm mà tình hình sâu bệnh hại diễn biến khá là phức tạp trên cây hồ tiêu. Vậy thì ở cái giai đoạn sau thu hoạch như thế này thì bà con nông dân cần quan tâm đến vấn đề sâu bệnh hại như thế nào ạ? Cái vấn đề sâu bệnh hại cho cây tiêu vẫn là một vấn đề mà rất là nóng bỏng, bởi vì chúng ta thấy rằng cây tiêu là một cây rất nhạy cảm với sâu bệnh, và trong cái bối cảnh giá thấp thì cái việc phòng trừ bệnh chính xác hiệu quả nó giúp cho nông dân vừa tiết kiệm chi phí mà vừa bảo đảm được cái vườn cây nó có cái sức khỏe tốt. Những cái vườn mà chúng ta thấy nắng lên mà bệnh nó đã dừng và sức khỏe cây hồi phục, nó biểu hiện là cây xanh tốt, đọt non phát triển được, có nghĩa là chúng ta không cần phải xử lý các biện pháp bảo vệ thực vật. Còn nếu như chúng ta quan sát vườn cây trong quá trình thu hái, bà con thấy vườn cây có rệp nhiều nè, rầy rệp phát triển, thì chúng ta thu hoạch xong chúng ta phải rửa vườn để cho nó sạch. Nếu không, khi chúng ta xiết nước và làm bông thì cái sâu bệnh này nó sẽ tấn công, rầy rệp tấn công vào, nó ảnh hưởng vụ tới. Cái đối tượng dịch hại thứ hai bà con cũng theo dõi đó là bệnh rễ. Nếu những vườn nào mà bệnh rễ nó phát sinh như là rệp sáp, tuyến trùng, nấm, nó ảnh hưởng đến cái gốc, chúng ta moi lên chúng ta thấy vẫn rễ tơ mọc đã kém, hoặc là mỡ tơ, rễ tơ nó đang bị tổn thương hoặc có rệp sáp, thì chúng ta phải phòng trừ. Thì hiện nay có nhiều biện pháp để phòng trừ, nhưng mà với rệp sáp thì bà con có thể phun sau khi thu hoạch xong chúng ta mới phun thuốc. Và chúng ta lưu ý rằng không phun thuốc trong quá trình thu hoạch, bởi vì nếu chúng ta phun trực tiếp trong lúc thu hoạch, nó sẽ làm tồn dư trong cái hạt tiêu và mất an toàn lao động cho những người đang canh tác. Sau thu hoạch xong thì chúng ta có thể phun Movento để mà trừ rệp sáp. Với những vườn bị tuyến trùng và nấm thối rễ, thì sau khi mà bà con tưới nước xong, chúng ta tưới nước bón phân xong, thì chúng ta vườn có đủ ẩm thì chúng ta có thể kết hợp xử lý cái thuốc tuyến trùng và nấm thối rễ. Thì có nhiều biện pháp và có nhiều cái thuốc trên thị trường, nhưng hiện nay một số nông dân ở Gia Nghĩa thì vẫn xài tẹt Vigo hoặc là Sovigo. Chúng ta phối hợp với Ridomingol, chúng ta phun hoặc tưới gốc cho cây. Lưu ý bà con là chúng ta tưới khắp mặt bồn và tưới kỹ gốc, có như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được trọn vẹn bộ rễ. Nếu bà con chỉ tưới cái gốc thì chúng ta không bảo vệ được bộ rễ tơ thì cây tiêu nó cũng không khỏe. Việc bảo vệ bộ rễ giúp cho cây có cái sức khỏe tốt, và nhờ vậy mà chúng ta tiết kiệm được nước tưới, phân bón và sẽ có cái niên vụ tới nó tốt hơn. Nhà tôi thì vừa rồi là mưa nhiều, nó cũng lốm đốm chết đôi ba trụ. Nguyên nhân là do mưa nhiều hay là cái nấm bệnh gì, thì chuyên gia là mách hộ cho bà con để phòng chống những cái bệnh đó.
cái trường hợp mà vì sao tiêu chết là cũng là một cái câu hỏi khó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phán đoán những nguyên nhân chính yếu nhất để giúp cho bà con cũng như bác là có thể xử lý tốt. Chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân lớn nhất đó là khi mưa nhiều, nó sẽ gây ra úng và thiếu oxy trong rễ cây. Cho nên nếu như những trụ nào bị nước nó chảy dồn nhiều vào, có nghĩa là nó sẽ bị nông nước và nó thiếu oxy, nên nó chết nhiều hơn. Cho nên thoát nước và không để nước chảy tràn vào trong các gốc hồ tiêu là biện pháp rất quan trọng để mà chúng ta ngăn chặn các cái vấn đề úng và lây lan dịch. Khi mà môi trường úng và thiếu oxy như vậy thì rễ tiêu nó sẽ bị ngừng sinh trưởng và nó sẽ bị gia tăng sự tấn công của tuyến trùng và nấm thối rễ. Chúng ta thấy rằng khi mà cái rễ nó khỏe, nếu tuyến trùng nấm tấn công nó sẽ mọc ra nhiều rễ tơ mới để nó bù vào. Còn trong trường hợp nó bị úng, nó không mọc rễ tơ mới thì cây nó sẽ suy kiệt và khả năng mọc rễ nó kém. Và kết hợp với cái môi trường ẩm cao như vậy thì nấm nó tấn công và nó làm cho tách bạch dẫn của rễ và cây chết. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta thấy trong vườn mà cái nguy cơ cây buồn lá nhiều thì một mặt phải khai thoát ẩm, thì chúng ta phải tích cực xử lý cái tuyến trùng và nấm thối rễ bằng cái những cái thuốc chuyên dụng mà như tôi vừa trình bày. Và lưu ý rằng khi mùa mưa thì bà con không nên đổ quá nhiều nước cho cây, mà chúng ta có thể phun cái lượng, cái nồng độ tăng lên gấp đôi, gấp ba, nhưng mà lượng nước rút lại để cho nó bớt cái sự nhão đất. Chứ nếu như mà một cây tiêu thông thường chúng ta đổ từ 2 đến 3 lít thuốc, mà mùa mưa chúng ta cũng đổ như vậy thì nó quá ẩm. Cho nên chúng ta khi chúng ta tưới gốc thì chúng ta có thể tăng nồng độ lên khoảng 3 lần, nhưng chúng ta chỉ phun khoảng 1 lít thôi. Thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, cái tình trạng mà một vài trụ tiêu lác đác trong vườn mà bị bệnh thì Minh Thu cũng đi thăm thực tế một số vườn khác nữa và cũng có nghe bà con nông dân phản ánh lại. Mà bà con thì đang băn khoăn là với những cái trụ tiêu bị bệnh như vậy thì bà con nên xử lý như thế nào? Có nên là giữ lại để phục hồi hay là nên bỏ nó đi luôn ạ? Chúng ta thấy rằng hiện nay có không biết từ đâu trong bà con có một cái phong trào là giữ nguyên hiện trạng những cây chết trong vườn, tức là họ không động đến, họ cứ chết, họ đỡ đâu họ đỡ đó như vậy, với cái sợ sệt là đụng vào những cây này thì những cây khác nó buồn để chết theo. Nhưng thực ra đây là một cái biện pháp rất là nguy hiểm, bởi chúng ta thấy rằng những cái trụ tiêu chết đây là những cái ổ tuyến trùng và ổ nấm hại, cho nên nó sẽ phát sinh và nó lây lan trong vườn. Thì trong cái khuyến cáo chúng tôi nhắc lại một lần nữa thì Viện Tây Nguyên khuyến cáo bà con là chúng ta vệ sinh nhanh chóng những cây chết và chúng ta tiêu hủy, tức là chúng ta phải đốt hoặc chúng ta cho vào cái hố để chúng ta rắc vôi, rắc thuốc để mà chúng ta chống cái phát sinh của bào tử dịch. Một cái lưu ý là những cái trụ tiêu mà khi mà bà con mình quan sát chúng ta thấy là còn khả năng phòng trừ và phục hồi được rễ thì chúng ta giữ lại để nó phục hồi. Còn những cái trụ tiêu mà chúng ta thấy là 7 phần chết rồi, mà chỉ có 2-3 phần ngấp ngoải thì những trụ này chúng ta nên vệ sinh sớm để hạn chế lây lan. Và chúng ta cũng phải thống nhất với nhau một điều rằng nếu trụ tiêu đó chữa nó không chết nhưng nó không cho năng suất thì nông dân vẫn thiệt thòi. Chúng ta chỉ giữ lại chữa những trụ tiêu mà hồi sinh và cho năng suất kinh tế thì mới nên giữ. Còn nếu không chúng ta sẽ tiêu hủy và chúng ta trồng giảm lại, trồng tái canh lại để có một cái trụ tiêu hoàn chỉnh, như vậy nó sẽ đáp ứng được cái sự đồng đều trong vườn và có hiệu quả kinh tế. Thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã trao đổi những cái vấn đề cốt lõi trong việc phục hồi vườn cây hồ tiêu sau thu hoạch. Đây là vấn đề mà bà con nông dân rất quan tâm. Tuy nhiên, nhắc đến phục hồi vườn cây hồ tiêu sau thu hoạch thì có lẽ là vấn đề dinh dưỡng là vấn đề chính yếu. Vậy thì tiến sĩ có thể tư vấn kỹ hơn cho bà con nông dân là sau khi thu hoạch hồ tiêu thì bà con nông dân cần phải cung cấp dinh dưỡng cho cây như thế nào ạ? Vườn tiêu phục hồi sau thu hoạch là rất quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng cây tiêu có một cái phân bón chuyên dùng, đó là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh. Thì phục hồi sau thu hoạch với hầu hết các loại vườn cây, chúng ta có thể bón cái phân 19-19 đầu trâu sau đầu trâu hồ tiêu kinh doanh này cho cái giai đoạn sau thu hoạch với cái lượng khoảng 1 lạng đến 2 lạng cho tùy theo cái sức khỏe và cái độ lớn của trụ. Tuy nhiên với những cái vườn cây mà chúng ta thấy nếu như nó rễ nó không tốt lắm thì bà con có thể sử dụng cái đầu trâu 16-16-8 để nó tăng cái phát triển rễ lên cũng rất hiệu quả. Và bà con lưu ý là bà con nên bón cái phân đầu trâu cho cái vườn tiêu phục hồi sau thu hoạch ngay cái đợt tưới nước đầu tiên để nó giúp cho cây có đủ dinh dưỡng và tiếp tục cái tuần lưu phân đó nó sẽ được sử dụng tốt khi mà chúng ta tưới bổ sung lần hai. Như vậy thì hiệu quả nó sẽ cao.
Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Công Trí đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và anh Trịnh Văn Quyền, chủ vườn hồ tiêu ở xã Đắc Nia, thị xã Giá Nghĩa đã nhiệt tình tham gia chương trình. Thưa quý vị và bà con nông dân, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia trong 15 phút của chương trình thì bà con đã có thêm những kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăm sóc hồ tiêu để cho vụ hồ tiêu tiếp theo vừa chúng ta giảm được chi phí sản xuất mà lại tăng được năng suất lao động. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Cùng Đầu Trâu Làm Giàu hôm nay với chủ đề chăm sóc hồ tiêu sau thu hoạch sẽ được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hàng năm, cây tiêu mang về cho đất nước hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều địa phương phát triển nhanh nhờ cây tiêu. Hàng vạn hộ dân trồng tiêu trở nên giàu có, hạnh phúc và sung túc. Bí quyết đó chính là sự quan tâm, chăm sóc vườn tiêu một cách đặc biệt. Chọn phân bón đúng loại, bà con nông dân trồng tiêu an tâm, năng suất đảm bảo, đời sống vui hơn. Đầu Trâu Hồ Tiêu kinh doanh, tăng năng suất, tăng niềm vui.